kính thưa quý vị trong thời gian gần đây tình hình an ninh chính trị ở khu vực đông nam á và rộng hơn là toàn châu á đã trở nên bất ổn hơn bao giờ hết bên cạnh các vấn đề liên quan đến biển đông khu vực này đang chứng kiến sự bùng nổ của những cuộc xung đột theo mô hình cách mạng màu điểm khởi đầu là myanmar nơi cuộc nội chiến kéo dài không có dấu hiệu chấm dứt tiếp theo là bangladesh đang đứng trước nguy cơ trở thành myanmar thứ hai mới đây tình hình căng thẳng đã lan sang campuchia với những diễn biến mới gây lo ngại, trong tuần qua, Campuchia đã đối mặt với làn sóng phẫn nộ chưa từng có. Hơn 16.000 người dân Campuchia đang sinh sống tại Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước phương Tây đã đồng loạt xuống đường biểu tình, hô vang khẩu hiệu liên kết với Việt Nam. Họ không chỉ phản đối quyết liệt mà còn chỉ trích mạnh mẽ các động thái của chính phủ Việt Nam. Đây không phải là một cuộc biểu tình thông thường mà là sự phản ánh mạnh mẽ của người dân Campuchia Trước những mối đe dọa về kinh tế và chính trị mà họ cho rằng đang gây sức ép ngầm lên đất nước của họ. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự bất mãn này? Thế lực nào đang đứng sau và cố tình thổi phồng sự bất mãn ấy? Và làm thế nào để Việt Nam có thể đối phó với những tác động tiêu cực từ tình hình này? Mời quý vị cùng theo dõi và phân tích qua video ngày hôm nay. Trong những tháng gần đây, làn sóng biểu tình phản đối sự tham gia của Campuchia vào tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã bùng lên. Đáng chú ý, nhóm đối lập ở nước ngoài đã kêu gọi người dân địa phương tụ tập lại tại thủ đô vào ngày 18 tháng 8 nhằm mục đích lật đổ chính phủ. Tuy nhiên, một chiến dịch cảnh sát quy mô lớn đã thành công trong việc phá vỡ âm mưu này, dẫn đến việc bắt giữ 31 cá nhân theo thông báo của phó ủy viên và phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia. Trong quá trình hoạt động, Lực lượng cảnh sát đã thu giữ nhiều loại vũ khí tiềm tàng, bao gồm bình xăng, dao, gậy, ná cao su và đạn dược được chuẩn bị sử dụng để chống lại lực lượng thi hành pháp luật. Mặc dù tình hình tại Campuchia vào ngày 18 tháng 8, bao gồm cả thủ đô, được đánh giá là bình thường, không có bất kỳ cuộc biểu tình hay phong trào nào chống lại chính phủ hoàng gia. Điều này cho thấy chính phủ Campuchia đã kiểm soát thành công âm mưu lật đổ của phe đối lập Điều này cũng khẳng định rằng người dân Campuchia đã tỉnh táo và không tham gia hoặc thể hiện sự ủng hộ đối với các hoạt động cực đoan. Tuy nhiên, như đã đề cập, một lượng lớn thanh niên Campuchia ở nước ngoài đã bị kích động và tham gia vào các cuộc biểu tình chống lại Việt Nam. Nguyên nhân bất mãn này được đưa ra là do lo ngại việc Campuchia nhận sự đầu tư về cơ sở hạ tầng và kinh tế từ Việt Nam sẽ làm cho quốc gia này phụ thuộc và chịu sự kiểm soát của Việt Nam. Đây là một lý do mà các nhóm đối lập đã dùng để kích động sự phản đối, nhưng tính xác thực của lý do này còn phải được xem xét kỹ lưỡng. Việt Nam đang dẫn đầu về quan hệ hợp tác và đầu tư tại Campuchia với khoản đầu tư trị giá hơn 2,9 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 12 năm 2023. Việt Nam đã triển khai hơn 200 dự án ở nhiều lĩnh vực đa dạng như nông nghiệp, năng lượng, viễn thông, tài chính, ngân hàng, chế biến thủy sản, y tế, thương mại và dịch vụ. Hiện tại, Campuchia là quốc gia đứng thứ hai trong số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. Những dự án này không chỉ góp phần vào sự phát triển kinh tế của Campuchia mà còn tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm từ các công trình xây dựng đến sản xuất và dịch vụ. Nhờ vậy, nhiều khu vực kém phát triển ở Campuchia đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể với người dân tăng thu nhập và cải thiện đời sống nhờ sự đầu tư của Việt Nam. Sự đầu tư này cũng đã đóng góp vào việc cải thiện cơ sở hạ tầng tại đây, đặc biệt trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, viễn thông, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Tuy nhiên, mặc dù đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, phía đối lập của chính phủ Campuchia lại đưa ra nhiều luận điệu âm mưu cho rằng Việt Nam đang cố gắng thâu tóm nền kinh tế của họ. Trong bối cảnh chính trị hiện tại, tại Campuchia, các dự án đầu tư của Việt Nam vẫn tiếp tục đối mặt với những chỉ trích gay gắt, mặc dù chúng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đất nước này. Sự phản đối này bắt nguồn từ một chiến dịch chống Việt Nam do Sam Rensi, một nhà lãnh đạo đảng đối lập phát động. Đáng chú ý, các biểu tình đã diễn ra không chỉ nhằm vào các doanh nghiệp Việt Nam mà còn cả chính phủ của ông Hun Sen. Với cáo buộc từ một bộ phận người dân rằng cựu Thủ tướng Hun Sen đã bán rẻ đất nước cho Việt Nam. Trong khi các hoạt động đầu tư của Việt Nam đang bị soi xét, thực tế là Trung Quốc mới là quốc gia đang thực hiện các đầu tư lớn tại Campuchia. Từ năm 2013 đến nay, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 10 tỷ đô la vào Campuchia, vượt xa số vốn 2,9 tỷ đô la từ Việt Nam. Đặc biệt, vào cuối tháng 4 năm 2019, Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ 90 triệu đô la cho lĩnh vực quốc phòng của Campuchia một phần trong 9 thỏa thuận quan trọng được ký kết trong khuôn khổ sáng kiến vành đai và con đường. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đã đồng ý tăng nhập khẩu gạo từ Campuchia từ 300.000 tấn lên tới 400.000 tấn và đã phát động giai đoạn phát triển thứ hai tại tỉnh Duyên Hải Sihanoukville, nơi đã chứng kiến sự bùng nổ đầu tư cơ sở hạ tầng với hơn 100 sòng bạc và hàng chục khách sạn. Tuy nhiên, những khoản đầu tư này đã gây ra những hậu quả tiêu cực, bao gồm các công trình bị bỏ dở giữa chừng hoặc không hoạt động, dẫn đến những cảnh tượng phố xá vắng lặng như thành phố ma và sự quản lý yếu kém cùng thiếu quan tâm từ phía các nhà đầu tư Trung Quốc được cho là nguyên nhân chính. Đáng chú ý, khi các công ty Trung Quốc quyết định rút lui hoặc cắt giảm nhân lực, những dự án mà họ để lại thường xuyên không được bảo trì, khiến cảnh quan đô thị tại Sihanoukville trở nên hoang vắng và các cơ sở hạ tầng xuống cấp nhanh chóng. Điều này không những tạo ra hình ảnh tiêu cực mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của khu vực. Những dự án bị bỏ hoang này gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến nền kinh tế địa phương mà còn gây ra nhiều vấn đề xã hội, khiến người dân đối mặt với những khó khăn và làm cho khu vực trở nên kém phát triển hơn. Thêm vào đó, các khoản đầu tư này còn gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường, điển hình là dự án đặc khu kinh tế rộng 1.000 hectare, bao gồm cả cảng nước sâu và nhà máy điện than, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hưởng đến hệ sinh thái và chất lượng cuộc sống của cư dân địa phương. Nếu xét đến hiệu quả của các khoản đầu tư từ Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia, có thể thấy rõ ràng là những đầu tư từ Việt Nam và Campuchia mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn cho đất nước. Trong khi đó, các khoản đầu tư của Trung Quốc không chỉ kéo theo những hệ lụy tiêu cực như tệ nạn buôn bán người, cưỡng bức lao động và kinh doanh sòng bạc mà còn hủy hoại môi trường. Sau khi các doanh nghiệp Trung Quốc rời khỏi Campuchia đã để lại hàng loạt dự án ma, trong đó thành phố cảng Sihanoukville là một ví dụ điển hình với hàng trăm tòa nhà bị bỏ hoang, gây ảnh hưởng nặng nề tới nền kinh tế của Campuchia. Trước tình hình ngày càng xấu đi này, cộng đồng đối lập tại Campuchia vẫn tiếp tục chỉ trích và lên án Việt Nam, trong khi lại lờ đi sự hiện diện và ảnh hưởng mạnh mẽ của Trung Quốc, đối tượng thực sự đang chi phối họ nhiều hơn cả Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống Việt Nam ở Campuchia đang gia tăng, chủ yếu do sự dẫn dắt của những nhóm nổi dậy bên cạnh sự bất mãn rộng rãi trong người dân. Điểm chung của các cuộc biểu tình này là việc khơi gợi lòng thù hận dân tộc và đưa ra các yêu sách không thực tế như đòi lại đất đai và lãnh thổ. Các nhà biểu tình thường bị cuốn vào làn sóng giận dữ mà không hiểu rõ bối cảnh thực tế và những lợi ích to lớn từ mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Họ thường bị lôi kéo bởi các thông tin sai lệch và những luận điệu từ bên ngoài dẫn đến các hành động phản ứng mù quáng và thiếu suy nghĩ. Một số người dân Campuchia cũng đưa ra yêu sách về việc lấy lại các vùng đất ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ của Việt Nam, không chỉ nhằm mục đích khôi phục đế chế Khmer mà còn nhằm gây ra tranh cãi về chủ quyền lãnh thổ, làm tăng tính nhạy cảm trong mối quan hệ giữa hai quốc gia. Những người này thường sử dụng lý lẽ từ lịch sử và văn hóa để khẳng định chủ quyền của họ đối với lãnh thổ miền Nam Việt Nam, nhấn mạnh rằng tổ tiên họ đã từng sinh sống và để lại ảnh hưởng sâu rộng tại khu vực này từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, những lập luận này thường không chính xác và thiếu đầy đủ bằng chứng. Mặc dù các vương triều Khmer có ảnh hưởng lớn ở nhiều khu vực, nhưng họ chưa bao giờ kiểm soát hoàn toàn khu vực đồng bằng sông Cửu Long như các tuyên bố. Thực tế, lịch sử địa lý và chính trị của khu vực này rất phức tạp với sự thay đổi quyền lực và biên giới qua nhiều thế kỷ. Các cáo buộc gần đây đã được đưa ra đối với Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Chủ tịch Thượng viện Hun Sen liên quan đến việc phân định biên giới với Việt Nam. Trong đó, có một số nhóm tuyên bố rằng chỉ có khoảng 16 trong tổng số cột mốc biên giới tại khu vực tam giác phát triển Campuchia, Lào, Việt Nam đã được cắm mốc chính thức. Những nhóm này cho rằng sự thiếu sót trong việc phân định cụ thể này đã tạo điều kiện cho Việt Nam điều chỉnh vị trí các cột mốc một cách âm thầm qua đó chiếm đất của Campuchia. Cụ thể, chỉ có 10 trong số 60 cột mốc dự kiến đã được hoàn thành. Tuy nhiên, cáo buộc này bị cho là không có cơ sở và thiếu bằng chứng thực tế. Quá trình đánh dấu biên giới giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa Campuchia và Lào, Lào và Việt Nam đã được tiến hành một cách chính xác và công bằng dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế quy trình này được thực hiện bởi nhiều chuyên gia và cơ quan chính phủ của các quốc gia liên quan, đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các hiệp định quốc tế cùng tài liệu lịch sử rõ ràng. Thêm vào đó, một số người biểu tình còn đưa ra cáo buộc rằng có một thỏa thuận bí mật được ký kết giữa ông Hun Sen và Việt Nam vào năm 1979, sau khi chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ, quy định rằng đến năm 2024, vùng Đông Bắc Campuchia sẽ được nhượng cho Việt Nam những cáo buộc này bao gồm các điều khoản bí mật không được công khai, gây ra nghi ngờ về sự tồn tại của các thỏa thuận không được tiết lộ. Tuy nhiên, những cáo buộc này vẫn chưa được chứng minh và tiếp tục là chủ đề của nhiều thuyết âm mưu và tranh cãi về quyền kiểm soát lãnh thổ của Campuchia trong tương lai. Cũng tương tự, các cuộc cách mạng màu khác đã bị thổi phồng bởi những kẻ chủ mưu, sử dụng những mâu thuẫn sẵn có trong lịch sử và bóp méo chúng bằng chứng cứ giả mạo. Những người này nhắm vào giới trẻ, một bộ phận đầy nhiệt huyết nhưng thiếu hiểu biết để kích động họ tham gia biểu tình và cuối cùng là đòi lật đổ chính phủ hiện tại của Campuchia. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2023, Campuchia đã chứng kiến một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử gần đây. Hàng chục nghìn người, chủ yếu là sinh viên và thanh niên, đã đổ ra các tuyến đường chính. Theo ước tính của các tổ chức phi chính phủ, 60% những người tham gia biểu tình đều dưới 30 tuổi. Những người trẻ tuổi này không chỉ tham gia mà còn đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức, lập kế hoạch và lan truyền thông tin qua mạng xã hội, tạo nên một phong trào mang đậm dấu ấn của cách mạng thông tin. Trang Facebook Phong trào sinh viên Campuchia với hơn 500.000 người theo dõi đã trở thành trung tâm thông tin chính của phong trào chống can thiệp của Việt Nam và bảo vệ đất đai. Nhanh chóng bùng nổ và trở thành những công cụ phổ biến để tạo ra làn sóng phản kháng. Nhưng video và hình ảnh từ các cuộc biểu tình đã được truyền bá mạnh mẽ trên mạng, khơi động lòng người và tạo áp lực lớn lên chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế, chứng minh sự tỉ mỉ và có chủ đích trong việc tổ chức những cuộc biểu tình này. Trước đây, quảng trường Hoàng gia đã chứng kiến một sự kiện quy mô lớn, thu hút hơn 20.000 người tham dự. Sự kiện này được tổ chức bởi nhiều nhóm sinh viên và các tổ chức công cộng khác với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ khẩu hiệu, biểu ngữ cho đến phương tiện truyền thông nhằm mục đích mở rộng ảnh hưởng và lan tỏa của phong trào. Sự tổ chức chặt chẽ và quy mô của sự kiện làm dấy lên giả thuyết rằng đứng sau nó là những tổ chức mạnh về tài chính và có sự đào tạo bài bản. Các quốc gia như Mỹ với chiến lược diễn biến hòa bình và Trung Quốc với tham vọng bá quyền được cho là có liên quan. Sự kiện này cũng đã đặt Việt Nam vào tâm điểm của dư luận quốc tế trong bối cảnh xáo trộn chính trị tại Campuchia dưới thời Thủ tướng Hun Sen. Mối quan hệ giữa Campuchia và Việt Nam đã từng trải qua nhiều thử thách và sóng gió, lại một lần nữa bị đẩy vào khúc mắc do những quyết định chính trị gây tranh cãi của chính phủ Hun Sen. Những nhóm biểu tình không chỉ phản đối chính quyền mà còn nhằm thúc đẩy quan hệ tiêu cực với Việt Nam đã tận dụng cơ hội này để khai thác sự bất mãn đối với chính quyền và gây gia tăng căng thẳng. Họ đã phát tán thông tin sai lệch và lan tỏa luận điệu chống Việt Nam, làm ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia và gây áp lực đáng kể đối với sự hợp tác và phát triển bền vững. Trong bối cảnh này, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế cũng bị ảnh hưởng. Điều này làm nảy sinh câu hỏi về người hưởng lợi từ sự kiện này. Dựa trên những khẩu hiệu rõ ràng tại các cuộc biểu tình, không khó để nhận thấy mục tiêu chính được nhắm đến là Việt Nam. Người biểu tình đã phác họa một bức tranh lịch sử về Việt Nam như một quốc gia xâm lược, chiếm đoạt đất đai của các nước khác và hiện nay đang tạo ra sự phụ thuộc về mặt kinh tế và chính trị cho Campuchia thông qua các dự án kinh tế. Sự phân tích sâu sắc cho thấy có khả năng các thế lực bên ngoài đang âm mưu bồi nhọ hình ảnh Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh của một quốc gia xâm lược, tương tự như những gì mà cộng đồng quốc tế thường lên án Trung Quốc. Điều này dẫn đến suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang đứng sau những vụ bạo loạn này để hưởng lợi từ việc này, thể hiện qua việc đẩy mạnh hóa lý các hành động bành trướng của mình. Ngoài ra có quan điểm cho rằng Hoa Kỳ cũng có lợi ích trong việc kích động các cuộc biểu tình này, nhằm lợi dụng tình hình để thâm nhập và củng cố vị thế địa chính trị và quân sự của mình tại khu vực. Từ Campuchia đến Myanmar và Bangladesh, những dấu hiệu của các cuộc cách mạng màu được thúc đẩy bởi các thế lực mạnh mẽ đang ngày càng trở nên rõ ràng. Hiện nay Tình hình các cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Campuchia với sự tham gia nhiệt tình của giới trẻ và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông xã hội cùng với tổ chức tinh vi của các cuộc biểu tình đang tạo ra một cú sốc đáng kể đối với uy tín của Việt Nam. Những yếu tố này không chỉ khuấy động dư luận mà còn có nguy cơ làm suy yếu đáng kể hình ảnh và sự ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng ta không thể xem nhẹ làn sóng cách mạng màu này. Quý vị thân mến, Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Xin để lại bình luận bên dưới video này nhé. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin tức 24h TV. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.